Cô thử nêu cảm nghĩ cho con biết là hành nghề giết mổ nó có tốt đẹp gì không và nó có quả báo không? Tại Có đúng sao không? coi Cô theo dõi nhiều cái video của con thì cô thường thấy con thường chỉ trích những người mà làm nghề giết mổ. mới một tháng đây theo dõi được thôi, mới một tháng thôi không biết thì cô vẫn ăn nhá. Sao cô? Hồi đây là bạn 2 năm, năm cuối năm kia cô vẫn ra tới cái ông thầy Cao Anh ấy, không có kết quả gì cháu. Con nói cho cô biết là những người mà hành nghề giết mổ đấy thì thường nhận lại quả báo rất là ghê gớm, lúc đầu làm ăn rất là Đúng rồi, phát, đúng rồi cháu. rồi rất là thuận, làm rất là có tiền, kinh tế dư giả. Nhưng mà rồi khi mà mình hưởng được một thời gian, bắt đầu là bao nhiêu cái thứ tai bay vạ gió nó chiếu tới nhà mình. Bao nhiêu cái thứ tai bay vạ gió nó chiếu đến nhà mình, nó khiến cho gia đình mình lao đao lận đận, tiền bạc rồi tiêu hao hết, làm chả giữ được. Tiếp theo là vợ chồng lủng củng, con cái hư hỏng hết rồi dẫn tới ốm đau bệnh tật. Đấy, nó khiến cho gia đình mình nó suy sụp một cách thê thảm luôn. Chính xác. Đấy, kinh nghiệm của mình nó như vậy còn sao nữa. Bây giờ chỉ có đọc kinh Địa Tạng nhé, để mà hồi hướng cho những cái oan gia trái chủ mà mình đã hại nó đấy nhé, thì nó mới tha thứ cho. Cô với ông xã cô hai tuổi này đâu có hợp nhau đâu, khác nhau như gì ấy, như nước với lửa, nói được vài câu là gây nhau, là kiếm chuyện. Ngang bảo thủ cố chấp. Ông cứ chết lắm, bây giờ tiền bạc như thế vậy rồi là bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào ông cũng nổi cơn điên lên là ông chửi nha, Vâng. chửi thô tục lắm. Vâng. Ngày xưa đâu có vậy đúng không? Ông cô lấy ông ấy là lấy người dân tộc Ê Đê cháu, Vâng. cô là ông là người dân tộc Ê Đê, Vâng. nên là những cái thời mà ông cũng thời cô lấy là năm chín mấy là ông cũng thời trước đấy là ông cũng giàu có lắm, Vâng. nhưng giống như cái duyên đấy cháu. Vâng. Thế là gặp ông á, gặp ông về thì ông cũng bể nợ như nghe ra, xong là bắt đầu là về á, bể nợ, nhưng mà gặp cô về á, thế là làm ăn thì nói chung là cũng có lắm. Mà coi cái video của cháu đấy nói nhiều cái cô mới biết một tháng đây thôi, lướt lướt trong Facebook mới biết đây thôi, cô vi ấy đây, cô vi đặt lịch đó mới biết đây thôi, nói chừng mà là như thế đấy. Giờ là cuối đời nhận quả báo chứ còn sao nữa. Gia đình cứ xào Nhiều xáo đủ thứ hết lên. chính xác. Bao nhiêu cái chuyện đâu đâu nó đưa tới. Tiền có đó, làm được nhiều đó rồi cũng tan biến hết sạch sẽ thôi. Nhiều khi còn thiếu Vâng. nợ nữa. Có chứ. Sống trên xương máu của động vật mà. Bởi vì nó Cô đưa cho cái con này, cô đưa cho cái con này 10, 12, 12, 3 tỷ. Nó lừa cô đi đáo nợ ngân hàng, xong nó lừa cô, nó lừa thêm một khúc nữa là làm dự án. Làm cái dự án gì đâu mà chỉ có 2 tháng là xong à, là kiếm một người, nói chung là kiếm một người vài 3 tỷ đó là nghỉ đó. Thế là cũng nghĩ 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 là hồi đấy là tưởng là vài tháng thì thôi, thì cũng tiền nhà rồi tiền cô bốc á, bốc ở ngoài nữa, tới chừng là giờ con đấy nó sinh, con đấy nó mậu ngọ, con sinh năm 1978 cho đến bây giờ luôn, từ năm 27 tháng 8 năm 2017 đến giờ luôn. nghe lời nó ngon ngọt đấy, nó cho bay mười mấy tỷ thôi xong là hết đời, hết gia sản luôn. Đúng rồi, hết rồi đó. Thế nhiều người cứ bảo làm nghề giết mổ lắm tiền lắm, rồi bây giờ trước mắt thấy gia đình họ nhà cao cửa rộng, đất đai có, tài sản có đấy. Đấy, có đó đấy, nhưng phải ngẫm cuối đời xem có giữ được không. Tan tành hết giờ phải lo mà sám hối đi.
Rồi tiếp theo nữa là bệnh tật nó đổ hết lên đầu chị với đầu chồng chị nữa cơ. Ông xã chị sẽ đau ốm nhiều, dễ mắc bệnh nan y, chết không chết cho, cứ bệnh hoài, tốn tiền thuốc thang chạy chữa, rồi gia đình khánh kiệt hết. Đúng rồi. Cái nghề giết mổ chứ mà cái cân dao mà liếc cân dao ông cũng không biết mà. Cắt miếng thịt bò thì lâu lâu ông cắt miếng nướng hay cắt miếng để nấu hay là ông làm gì thì ông cũng chả làm đâu. Cũng có người ông sai người ta làm thôi. Ông cũng không ấy đâu. Như sai người ta thì tội nặng hơn. Chủ mưu mà, chủ mưu mà đúng không? Rồi, xin chia buồn với cô. Nhưng bây giờ lo mà sám hối đi, đọc kinh Địa Tạng mà sám hối đi nhé. Còn như ông xã đấy là, như cô đấy là bây giờ là cái con đấy nó làm hay sau này đấy là còn mấy cái bộ hồ sơ nó còn đang dang dở, đang chờ tiền đây này, nó có một vài năm xem là có cơ hội mà gỡ được ít không ạ? Không, không bao giờ có. Nó đã cướp của cô đi rồi, không bao giờ có cơ hội nào mà gỡ hết. Phải mất, chắc chắn phải mất, không lấy được lại đúng một xu nào hết. Cái nghề của mình nó không có chân chính. Nghề của mình nó là cái nghiệp sát. Chính vì thế tiền bạc nó cũng như vậy thôi. Có đó rồi cũng ra đó. Còn ông xã thì cứ đau đúng rồi đấy. Ông xã đau liên miên suốt à. Rồi là như thế này rồi là một vài năm rồi cô có cái hướng gì không? Không có hướng gì hết. Vẫn cứ như thế này thôi. Không có một cái hướng gì hết. Bao nhiêu cái hy vọng đấy là không có luôn. Không có một chút hy vọng nào cả. Giờ chỉ có sám hối thôi. Nhưng mà sám hối đi, phóng sinh làm phước đi, sám hối nhiều đi. May ra thì mới gỡ gạt được lại. Cuối đời may ra được yên ả một tí, chứ không là không bao giờ khá nổi nhé. Còn cái thằng cu nhà cô á, con thằng cu đầu nhà cô nó sinh năm 30 tháng 10 năm 1996 á. Ồ, thằng này nó cũng cứng đầu luôn, nó bướng luôn. Dễ hư hỏng lắm nhé. Rồi nó hồi xưa nó cũng kết duyên với một cái con nó cũng cùng tuổi á. Nó có vợ rồi cũng bỏ vợ. Nó lấy ai rồi cũng bỏ người đó. Chỉ sống được thời gian ngắn rồi chia tay nhé. Còn hai đứa con nó thì sao con? Hai đứa con thì bơ vơ chứ còn sao nữa. Cô lại phải đứng ra gánh lo cho chúng nó chứ còn ai nữa. Đúng rồi. Nó ly hôn vợ nó rồi. Vợ ly hôn vợ nó rồi mà cái đứa con đầu của nó là sinh ngày 29 tháng 11 năm 2015 đó con. Con gán. Tóm lại là cha mẹ chia tay, con cái bơ vơ. Nói chung gia đình cô thì không còn cái nỗi khổ nào nó lớn hơn nữa. Tiền bạc mất, vợ chồng xung khắc, con cái thì không ổn định, chia ly, gia đình thì ốm đau bệnh tật trầm trọng. Khổ. Đúng rồi đấy. Giờ là ông ấy ốm đau liên miên à. Đi mổ về rồi, đi mổ cái cột sống á. Về rồi nhưng mà vẫn cứ nó thái hóa ấy, mà nó vẫn cứ chèn ép các thần kinh á, thành ra những cái bệnh. Bệnh này là bệnh về nghiệp, làm sao mà hết được, không hết được. Bệnh về nghiệp rồi, không hết mà, được đâu nhé. Rồi như mà cái tuổi thọ thì sao con? Tuổi thọ không quá 10 năm nữa. Cô hả? Người đó, ông xã cô. Đúng rồi, thấy yếu lắm. Còn như cô thì sao anh? Cô thì vẫn sống bình thường, vẫn sống để mà lo lắng cho những người còn lại. Giờ cháu bảo cô có cái làm lễ hay như thế nào không con? Không có lễ, không có lễ nào hết. Giờ cô phải tự mà sám hối. Cô với chồng cô cùng đọc kinh Địa Tạng để mà sám hối. Trên mạng gần đây có rất nhiều những cái Facebook ăn cắp clip của mình để đi lừa tiền tất cả các bạn. Vì thế hôm nay mình tạo ra cái clip này để cảnh báo với các bạn. Nếu có Facebook nào mang tên Nguyễn Nhật Anh mà chủ động liên hệ nhắn tin với các bạn, tiếp theo là gửi những cái hình căn cước giả của mình cũng như người thân của mình qua và yêu cầu các bạn phải chuyển tiền vào số tài khoản đứng tên người khác, thì chắc chắn đây là Facebook lừa đảo.
các bạn hãy lưu ý. Mình chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên chủ tài khoản là Nguyễn Nhật Anh, Ngân hàng Vietcombank nhé. Mọi hình thức giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản mang tên người khác đều là lừa đảo. Và có một cách chắc ăn hơn là các bạn hãy gọi video xác nhận chính chủ đúng mặt mình rồi hãy chuyển tiền, thì sẽ tránh được cái sự thiệt thòi cho các bạn.